Chào cả nhà, có một cái vấn đề rất là nhiều người sợ trong cái quá trình mà trồng cũng như chăm sóc hoa ly, đặc biệt là ly kẹp ấy, là việc là cháy lá cũng như là cái thối gọn. Thì hôm nay chia sẻ với mọi người một cái phương án cũng như một cái phân vi lượng mà rất là cần thiết, cũng như là dùng nó như thế nào để có thể là hiệu quả giúp cho giảm cái tình trạng là cháy lá và cái thối gọn. Bởi vì cái thối gọn là một cái là rất là thiệt hại, vì hầu như là nếu mà khi cháy mà nặng ấy, thối thì thường thường là mất hoa, mất cả cái nụ về sau chơi luôn, bởi vì lý nó chỉ ra một lần và nó hay xảy ra cái giai đoạn mà nó bắt đầu là xuất hiện nụ ấy. Thì đấy là việc dùng là canxi bó, phân vi lượng canxi bó giúp cho cái cứng lá cứng và cân bằng này, dinh dưỡng được. Nhưng mà cũng một lưu ý nữa là dùng canxi bó không phải là tất cả, cũng như không phải là cái đầy đủ hết để có thể là trị hoặc là làm cho cây hoa lý là hết cháy hoặc là hết thối. Cái đấy là cái mà khá là nhiều cái bài chia sẻ hoặc là nhiều người chia sẻ là chỉ cần dùng cây canxi bó mà chưa biết là cây canxi bó hoặc là những cái phân vi lượng như thế là nó hiệu quả như thế nào, cái chất lượng như thế nào, trong khi đấy là tương truyền truyền lan truyền nhau là dùng có thể là hết hoặc là hơn hầu như là khỏi cái việc là cháy lá. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ mọi người cái canxi bó mà mình dùng này, đằng này thì khá là mạnh và gọi là bó máu ấy. Rất là nhiều người dùng đến cây ăn quả cũng hay dùng những cái kiểu như thế này. Mình sẽ xúc ra để mọi người xem là nó như nào nhé. Ở đây thì chuẩn bị một cái bình nước, nó nước cái bột của nó thì màu hơi hồng hồng, nhưng mà khi tan ra nước ấy là nó như màu luôn, chỉ cần thậm chí là chưa khuấy cho một tí mọi người như này này, thấy không nhỉ? Đấy, một tí bột như này này. Đấy, chưa cần khuấy là bắt đầu đỏ rồi, đỏ hồng lá luôn này. Đấy, thấy không? Đấy, nó chuyển màu này, chưa phải khuấy, bắt đầu nó bắt đầu rã 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 dần dần. Thằng này nói gọi là bó máu, chưa khuấy này, chưa khuấy nhé, lắc lắc một tí. Bên này là một cái lò mà mình vừa hoa trước này. Đấy, hồng hồng giống như kiểu cây được xì rụa. Lắc lắc một cái là nó tán, nó hòa quyện vào nước luôn. Thì từ cái giai đoạn đó, đó là mọi người trồng cái củ ly thế này cho đến khi thời điểm mà dùng nó ấy, là cái lúc mà mở lá. Thường thường mở lá là cái lúc mà nó sẽ tùy từng loại, chẳng hạn ly cao thơm này, cao thơm này thì tầm khoảng đâu đó là sớm thì khoảng 1 tuần cho đến khoảng 10 ngày là bắt đầu lá nó xòe ra, còn nếu mà vẫn còn úp như này ở trong thân như này thì chưa dùng, tầm khoảng lá bắt đầu xòe ra là bắt đầu mọi người có thể dùng được. Thì thời điểm đấy bởi vì có thể rễ của nó chưa ra mà bắt đầu mình đã cho ăn được quả lá, nó sẽ cứng và về sau nó nuôi được cái bộ lá, nó sẽ cứng cáp và cân đối cái dinh dưỡng. Và hai nữa là đến khi những cái lá ở trên đọt ấy, nó sẽ không bị đuối. Thường thường cái cháy là do lá ở trên đọt nó bị đuối, nó không nuôi nổi. Và đặc biệt là cái lúc mà thời kỳ mà lá non như thế nó yếu, và nếu mà nắng hoặc là nóng nhiều nữa thì rất là dễ bị cháy hoặc là bị bỏng. Nắng thì có thể bị xoắn, hoặc là khi mà có những khi thì bị cái đọt nó bị thối, bị đuối, hoặc là nụ nuôi không được, nó sẽ nhả, nó khô, nó vàng cái cuống ấy, bắt đầu là sẽ nhả đấy. Và cái đang canxi bó này thì mọi người dùng từ lúc mà bắt đầu lá nó xòe ra cho đến khi những cái bông ấy bắt đầu chia chia tách hẳn ra. Đấy, những cái bông mà cái này là cái chậu ly không thơm này, chậu ly không thơm trong chơi chơi trước ấy. Cái này màu thằng này đặc thù của nó chỉ 2-3 bông thôi, màu trắng và viên cà phê, màu nó đẹp nhưng mà cái size của nó nhỏ, thì có mấy bông thôi. Bắt đầu nó chia, thằng này thì tách hẳn nhau này, đến khi mà lúc
đặc cái thời điểm mà quan trọng ấy, là nó bắt đầu xuất hiện nụ, tức là nụ như kiểu hạt to hơn hạt gạo, cho đến khi nó mà tách cái cuống nó rơi tách hẳn nhau ấy. Đấy, cái cuống nó tách hẳn nhau ấy. Như cái này là chưa tách hẳn nhau này. Đấy. Nhưng mà an toàn với thằng không thơm thì nó dễ, còn đặc biệt là thằng thơm ấy, đến khi nó phân chia ra để cho cái lá cứng này, cung cấp dinh dưỡng, và đặc biệt là cái cuống của cái nụ ấy, hóa của mọi người ấy, nó cứng thì đến khi nó sự bám và dính của nó ở trên cái thân ấy, nó sẽ tốt hơn và nó nuôi được cái bông này, nó sẽ cũng tốt và hạn chế được cái việc là nhả cái bông của mọi người đi. Đấy. Đấy là về canxi si. Thì dùng khi nào? Thường thường á thì cái này thì khoảng 1 tuần là mọi người có thể dùng 1 lần, và tùy tình hình cấy nhé, và từ khi lá xòe này cho đến khi mà phân tách ra đấy là cái giai đoạn cái khung mà mọi người có thể dùng, nhưng mà vẫn quan trọng nhất là cái lúc mà xoắn đến nụ cho đến khi mà tách rơi nụ ra, đấy là cái giai đoạn mà cần thiết và quan trọng của cái bó này. Và hai nữa là cái bó thì mọi người kiếm cái loại mà tốt tốt, bởi vì ở trên thị trường với cả là phân bón kể cả phân cả thuốc thì nhiều loại cũng ghi thành phần bó rồi là canxi cả thứ, nhưng mà không phải là loại nào cũng giống nhau đấy. Như nhiều khi có những bài chia sẻ là cứ chụp cái ảnh canxi bó ghi to tướng rất là hoành tráng, nhưng mà cái hiệu quả thì gần như là không ăn thua, hoặc là gần như dùng và như không dùng đấy, rất là nhiều cái phân thuộc hoặc là cái phân nó như thế ghi cái nó thập cẩm như thế đấy, thế là mọi người cũng phải lựa chọn kỹ cái phân loài như cho dùng hợp lý. Và nhắc lại một phần nữa là cái canxi bó này nó chỉ góp phần thôi, góp phần trong một cái yếu tố giống như kiểu mình nấu một cái nồi lẩu hoặc một cái nồi phở ấy. Thì một gia vị thì không thể là làm được cái tạo nên cái nồi nó đầy đủ được, nó phải nhiều yếu tố, chẳng hạn như từ cái giống tốt, ít khi cháy ít khi thối thì nó cũng đỡ rất là nhiều. Hai nữa là cái giá thể tốt, ẩm tốt và ra rễ sớm nhanh thì cũng đỡ, và thời tiết đẹp ít khi thất thường, hoặc là thời tiết mát tiêu chuẩn lành nhiều thì nó sẽ ít thường thường ít cháy hơn đấy. Đấy là những cái yếu tố thêm nữa, và việc mình cắn chỉnh điều chỉnh chăm sóc nó nữa rất là ảnh hưởng nhiều. Còn canxi bó là một phân, một cái yếu tố trong đấy thôi chứ không phải là tất cả. Mọi người nhé, đấy là cái lưu ý để mọi người có thể chăm sóc và theo dõi cây hoa ly của mọi người.